Xin chào thầy cô và các bạn đã đưa tới câu lạc bộ sống nâu. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Ngọc Hiên Di, năm nay con học lớp 2. Ba điểm nói về con là tự tin, sáng tạo, thông minh. Mong mọi người hãy cùng với con. Hôm nay con sẽ làm những động tác vui ra cười từ 10 đến 15 lần. Đầu tiên săn hổ. Hổ hổ he he he, 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 hổ hổ 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 he he. Tiếp theo động tác hai chị nhà họ. Hổ hổ he he, hổ hổ he he, hổ hổ he he, hổ hổ he he he, hổ hổ he he, hổ hổ he he, hổ hổ he he he, hổ hổ he he, hổ hổ he he, hổ hổ he he. Tiếp theo động tác vỗ đầu sau bụng. Hổ hổ he he, hổ hổ nhẹ he he, hổ hổ he he he, hổ hổ 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 he he. Tiếp theo động tác lại. Hổ hổ he he, hổ hổ he he, hổ hổ he he, hổ hổ he he, ngón tay cái. Hổ he he he, hổ 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 hổ he he he. Tiếp theo động tác hổ hổ he he he, 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 hổ hổ he he. Tiếp theo động tác be good, be good, be good, yeah, 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 be good, be good, yeah. Cái mền giúp cho con ấm áp. Con biết ơn cái mền, con biết ơn chiếc giường giúp cho con nằm ngủ. Con biết ơn tủ đồ giúp cho con đựng đồ. Con biết ơn tủ đồ. Tiếp theo là bài tập hôm nay cô giao cho là nhớ ba đến năm sự kiện lịch sử. Sự kiện lịch sử bằng phương pháp kể chuyện. Con sẽ nhớ ngày 2 tháng 9 trước. Vào ngày 2 tháng 9. Không, vào ngày 2 tháng 9 là có cái số liền luôn rồi. Ngày đó là ngày gì? Vào ngày Quốc Khánh. Vào ngày Quốc Khánh có chú vịt đang bơi ở hồ thì gặp một chú hươu cao cổ. Hai chú đi chơi thì gặp một chú chó đang bị mắc kẹt vào cục 500. Là ngày mấy? Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Rồi tiếp. Tiếp theo là ngày Cách mạng tháng 8. Ngày Cách mạng tháng 8 là ngày ngày 19 tháng 8 năm 1945 là một hôm và một ngày có chú chó đang đi chơi thì gặp chú người tuyết. Hai chú đi chơi thì gặp chú chó khác đang bị hít vào cục 500. Là ngày mấy? Là ngày Cách mạng tháng 8 là ngày mấy? Là ngày 19 tháng 8 năm 1945. Rồi. Tiếp theo là 30 tháng 4 1975. Vào ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam. Vào ngày giải phóng miền Nam có cái núi là mặt trời, nó đang ngồi trên chiếc ghế thì bỗng nhiên có chú chó đang lái xe tăng lên. Là ngày mấy? Là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ừ, đúng. Tạm biệt thầy cô và các bạn, hẹn gặp lại trong chương trình Sống Nâu lần sau.